từ đô đến mi là một quãng mấy? 1, 2, 3. Một quãng 3 mà nó cấu tạo thành khoảng cách là hai cung ấy thì nó sẽ gọi là quãng 3 trưởng. Từ đô đến rê là quãng mấy? Quãng 2. Từ rê đến mi dáng là quãng mấy? Cũng là quãng 2, đúng rồi. Đúng không? Thế từ đô đến mi dáng là quãng mấy? Quãng 3, đúng. Thế từ đô đến rê là mấy cung? Thế từ rê cho đến mi dáng? Thế thì cái này ấy, nếu mà cộng vào là 1,5 ấy, mà nó vẫn thỏa mãn được là 3, quãng 3 thì nó sẽ là quãng 3 thứ.